làm con của một ông hoàng cải lương, sao mà khó quá. Rồi thì cái gì đến sẽ đến, biết thế nhưng vẫn rất đau. Ba em kim người mẹ đã ra đi trong sự thương tiếc của con cháu và người hâm mộ. Âu cũng là một sự giải thoát cho ba khỏi con ác quỷ mang tên ung thư. Ba ra đi rất thanh thản trên chiếc giường nệm gắn bó hơn 1/3 đời người. Những ngày diễn ra tang lễ trong sự giúp đỡ của bà con dòng họ, bạn bè, anh em thân thiết cũng góp phần làm cho ba một show diễn cuối cùng hoành tráng không kém nhưng cũng bi thương. Ba đã ra đi trong nụ cười mãn nguyện khi chứng kiến được tình yêu của hàng triệu fan trên khắp thế giới dành cho mình. Ngày ba ra đi cũng là ngày em bước ra ánh sáng của máy quay, của truyền thông với cái thân phận con nuôi của ông hoàng cải lương Hồ Quảng. Không biết nên vui hay nên buồn. Nhìn đứa em khác họ thao thao bất tuyệt, giải thích trước đám phóng viên hay YouTuber, có cảm giác ngày xưa chính nó mang em về để ba nhận em, nuôi em. Một lần nữa em rất hoang mang về thân phận mình. Ngày xưa cũng có người bảo thế, nhưng bà đã nói em cùng Adrian với ông. Bây giờ người ta lại khơi mào câu chuyện con nuôi con ruột trước truyền thông, thì ba em đã mất nên cũng không có người liên hệ đến chính cho em. Như bà thường nói, Vũ Linh chỉ có một đứa con gái. Câu chuyện gia đình vốn là một cuốn kinh khó niệm. Những mâu thuẫn của các thành viên với nhau đâu phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Ấy vậy mà họ lại lợi dụng câu chuyện này để công kích một đứa con vừa mới mồ côi. Ngẫm phận gái sao mà chua chát quá. Từ lúc nào lấy chồng theo chồng lại mang danh bất hiếu. Chẳng lẽ lại phải mang chồng con về nhà ông cậu sống chung mới gọi là báo hiếu hay sao? Em làm con thất bại. Ngay cả ngày hoàn thành mộ của ba mình mà em cũng không được biết. Họ cô lập, họ hờ hững trước cảm xúc của một đứa con. Cái mộ ba em mà nhiều lúc em tưởng cái sân khấu để họ mặc nhiên mà bài trí, chỉnh sửa, thiết kế cho vừa lòng một nhóm người có công kêu gọi quyên góp tiền góp gạch. Chẳng lẽ đây là cái quả báo của ba em sao? Ngày xưa huy hoàng, ông vung tay quá tráng, nhà cửa, tiền vàng, biệt thự ông bán như bán rau bán cá. Đến bây giờ khi chết trên đống bất động sản, ông phải nhờ người nhà kêu gọi mới có tiền để xây mộ cho mình. Ông sống kín tiếng cả đời, ông cần danh nghệ sĩ nhân dân. Nhưng cần cái tung hô của ông hoàng cải lương Hồ Quảng nữa hay không? Em nghĩ là không. Cái ông cần là tình yêu của khán giả và một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Nhưng ngày ông nằm xuống thì vở kịch họ diễn bấy lâu nay cũng hạ màn. Họ cần mọi người tung hô ông để họ hưởng ké cái ánh hào quang đó. Trong cái hòa viên lạnh lẽo ấy có những bậc cha chú, đàn anh, đàn chị của ba nằm đó. Họ cũng là những bậc tài năng, những người đã dẫn dắt nghề cho ba. Ba cần phải đội mão ông hoàng để được nổi bật hơn họ không? Ba không cần, nhưng họ lại cần để lợi dụng cái danh hiệu ấy thì người ta mới biết họ là ai. Cái gì mà sở hoa nhiều nên phải nhận phúng điếu? Vậy nụ cười hạnh phúc khi ba nhận những bó hoa của khán giả khi diễn xong những vở diễn là giả tạo? Ba chỉ thích nhận phong bì hay sao? Cái gì mà cháu yêu cậu nhất, cái gì mà đứa cháu cậu yêu nhất? Nó mới sống chung với ông chưa đầy 2 năm tròn, và em tưởng là nó dành cả thanh xuân để chăm sóc ông. Nghĩ cũng tội cho cậu bảy của em thật. Ai biểu ông nghèo nên ông làm sao mà cảm nhận được tình yêu của đứa cháu dành cho cậu? Nó thiêng liêng hơn cả tình yêu của con cái dành cho cha mẹ. Nó chụp hình chung với ba em còn nhiều hơn cả ba mẹ nó cộng lại. Mà cũng phải, nó không chụp với ba em thì ai biết nó là đứa cháu ruột mà ba em yêu nhất. Nhưng thôi, trong thời gian em chờ quả báo theo như lời nó nói, em cũng phải tất bật buôn bán kiếm tiền để nuôi mấy đứa con, chứ suốt ngày đôi co hơn thua để tranh giành cái danh hảo được yêu thương nhất để làm gì. Cũng may được nhờ cái phước đức ngày xưa ba em tạo mà em được mọi người cô chú bác ông bà yêu thương giúp đỡ mua hàng ủng hộ để kiếm chút đồng lời. Em thì cũng không được văn vẻ như mấy anh chị showbiz, cho nên tình cảm chỉ dành giữ trong lòng. Cái gì ba em để lại cho em thì em quyết giữ, còn ai muốn ruột thịt máu đào số 1, số 2 thì cứ tự nhiên, em không tranh giành đâu. Rảnh rỗi thì ba anh em lên giải cứu nông sản giúp bà con nông dân ý nghĩa hơn. Rảnh nữa thì quay vài MV làm kỷ niệm. Sự suy diễn và hậu quả. Sự suy diễn của cô bé Hồng Lan 5 tuổi vì ba Linh đi diễn hoài với tâm hồn non nớt của đứa trẻ nên đã thiếu mẹ, ít được bên cha. Bé nghĩ là ba không thương bé. May mắn là sự suy diễn đó, bé phản xạ tự nhiên và thốt thành lời được ba Linh nghe, nên có cái kết yên lòng là ba Linh nghỉ diễn một thời gian ở nhà với bé để chứng minh ba thương bé vô cùng. Thời gian 37 năm có rất nhiều câu chuyện xảy ra, từ sự suy diễn đã làm cho ba và con không có cơ hội để giải bày, để hiểu nhau. Chắc chắn nếu tôi là Hồng Lan thì tôi sẽ dây dứt khôn nguôi, và ba em cũng vậy. Theo tạp chí Newsweek, trung bình mỗi ngày chúng ta có hơn 6.000 suy nghĩ,
Thì tưởng tượng một sự việc A xảy ra khiến bạn canh cánh trong lòng, các suy nghĩ cứ thế tuôn ra và kết nối với nhau, tạo thành hàng trăm kịch bản. Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn tin vào diễn giải của mình và hành động theo hướng tiêu cực? Suy diễn là gì? Suy diễn nó đơn giản là suy ra điều này điều nọ một cách chủ quan. Ví dụ như ngày nhỏ, khi mẹ sinh em bé và dành hết thời gian chăm sóc em, thì bạn liền nghĩ mẹ không còn thương mình nữa. Dần dần việc suy diễn trở thành thói quen khó bỏ theo quá trình ta lớn lên. Khi các sự kiện diễn ra trong cuộc sống bạn nhiều hơn, bộ não càng có thêm dữ liệu để tự động sâu chuỗi các sự việc và tự đưa ra kết luận. Ở phần dưới, mình sẽ giải thích rõ hơn về những suy diễn phổ biến. Xem thử bạn có gặp trường hợp nào hay không nhé. Vì sao chúng ta không thể ngừng suy diễn? Suy diễn bắt nguồn từ những suy nghĩ diễn ra liên tục trong đầu ta. Vì vậy, để trả lời cho câu hỏi này, mình sẽ tiếp cận theo góc độ vì sao bộ não không ngừng suy nghĩ. Theo giáo sư Michael Halassa của Viện Công nghệ Massachusetts, một ý nghĩ là kết quả của việc trao đổi chất hóa học giữa các tế bào não, có thể xảy ra một cách có ý thức hoặc vô ý thức. Vì thế, ta có thể hiểu rằng việc suy nghĩ là phản ứng tự nhiên của các bộ não. Giáo sư cũng cho biết rằng không có cách nào thực sự có thể ngừng dòng suy nghĩ của não. Và thế là suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, còn thêm những tác động bên ngoài như bối cảnh, sự việc, môi trường sống, tạo nên những suy diễn không ngừng. Nghe đến đây, hẳn bạn tự hỏi, không ngừng được, thì có gì mà phải bàn luận? Thế nên mình sẽ đưa ra một vài tình huống suy diễn và hậu quả của nó. Suy diễn ảnh hưởng thế nào đến các mối quan hệ? Mối quan hệ bạn bè. Ví dụ, bạn có một người bạn thân, một ngày nào đó thêm người thứ ba tham gia vào mối quan hệ này và bạn có cảm giác bị cho ra rìa. Khi hai người bạn kia đang say tết đi ăn cùng nhau, bạn liền suy nghĩ, hai người này bí mật đi ăn mà không rủ mình chứ gì, họ không tôn trọng mình, không còn cần mình trong mối quan hệ này nữa. Họ đang xa lánh mình và cuối cùng dẫn đến kết luận là bạn không muốn tiếp tục tình bạn này nữa. Trong khi sự việc có thể đơn giản là hai người họ tình cờ gặp nhau và đi ăn chung, nhưng vì bạn tự diễn giải sự việc mà có thể đánh mất một tình bạn đẹp. Mối quan hệ đôi lứa. Một tình huống thường gặp của các cặp đôi là việc xem tin nhắn của nhau và suy diễn 1001 kết quả tiêu cực. Anh mua trà sữa cho đồng nghiệp nữ, vậy là anh cố tình xây dựng mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng anh không nói với mình nên suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Những suy nghĩ này cứ đi theo bạn mỗi lần gặp gỡ người yêu. Và chắc chắn, người ta sẽ cảm nhận những thay đổi của bạn. Tệ hơn, khi không ai trao đổi thẳng thắn với ai, lâu dần hai bạn sẽ ngày càng xa nhau. Mối quan hệ đồng nghiệp. Khi bạn là một nhân viên xuất sắc, luôn nhận những nhiệm vụ quan trọng trong công ty, nhưng một ngày sếp giao việc bạn làm hay làm cho một người khác, bạn liền nghĩ sếp không coi trọng năng lực của mình. Những suy diễn cứ kéo dài và không có một cuộc trao đổi diễn ra. Thế là bạn quyết định nghỉ việc. Nói là thế, nhưng chắc chắn mọi việc đều có cách giải quyết. Vì thế giới luôn có những người sống tích cực và hạnh phúc, mặc cho những người suy nghĩ không thể ngừng,